Canh Châu đẹp anh. Cái bao tiền đây anh? 800. Nghệ thuật đấy. Đấy, nhót kìa. Là nhót. Chắc hơi củ nhỉ. Kinh ấy, tùng kinh ấy. Nghệ thuật đây không mua đi đâu. Về sửa mấy cây xanh để máy mà chưa. Đây này. Lâu ngày không gặp nhau giao lưu con chân châu này. Ơ chứ phải ngắm cây nào nó phải được. Con vâng. Có mặt khắp các chiến trường này. Đấy. Cô của anh à? Cũng của anh à? À, công công à? Ông thổi kinh lắm. 800 à? Lít. Đây có ông hỏi cái nhót của Dũng đây. Alo. Đích mà nhớ được. Kéo qua cái đoạn ý 2 giờ sáng đích nhớ được. Biết rồi nhưng mà đợt ý nó đổ cái núi sắt ở đấy ấy, nó lại quây tôn không hình dung nổi nó chỗ nào nữa. À. Đấy, tí nữa anh cũng ra mà. À đây à, nó gọi rồi à? Wow. Cứ vào thì cứ ủy quyền đến Quân cầm nhá. Nhá. Hình xếp hàng xem này, xếp hàng xem cái villa này. Phía này mà có tí chân bệ nữa thì ngon. Bao nhiêu cái villa này anh ơi? 1,5 triệu. Triệu rưỡi to. Chả biết cục dưới to nào. Thêm số 0 nữa. 15 triệu. Đánh rơi mất số 0. Đập này là đập rồi. Phi lao ta, phi lao xịn đúng không? Phi lao miền Trung. Thank you.
thì nhá. Chủ không thể bán đi đâu rồi. Anh à, mấy giờ ở đấy làm với anh nhỉ? Bây giờ? Ok, ok. Rồi, rồi, rồi. Ok. Nha. Nhót. Nhót. Bệ biết ổn phết luôn. Chậu đèn. Lần trước bảo là 1 triệu đó. 1 triệu rưỡi. Giờ cũng không biết bao nhiêu tiền này. Anh đừng có tiếc 1-200 đồ gì hả? Về rồi là lâu ngày không ai nhìn được đâu. Không bao giờ em bảo em cây như cây như này không bao giờ bán hàng. Nếu anh tiền trí em lấy anh cái này 250 anh cho em. Tôi hứa anh luôn, lấy bên luôn. Anh nhìn cây như cây nhìn không bao giờ đẹp được. Anh mấy chặng thì đúng là nhiều. Có những cây như này mấy triệu. 250 700 đấy, người quật con này đấy. Con này hôm nay to quá. Xì này quằn quại ghê. Mày dối quá, mày dối. Này bắt cắt bỏ tay nhá. Anh ơi. Đâu đây? Tay chuột, bút vỏ tay chuột, ôm đá ong. Giấy, giấy này cũng của mình ấy. Giấy là bao tiền? Bán rồi à? Để bán rồi. Đá thấm thủy à? Ôm đá thấm thủy à? U cục đấy nhỉ? Đây đá ngon hết rồi. Bốn tay một ngọn. Bán rồi à? Hay là bán rồi à? Nhưng lại thế thì em gọi điện rồi. Thôi, bán rồi. Đây thì bán bao giờ rồi? Bán cho thợ lắm. Tay rơi như bỏ đi. Quả này nó cũ ấy, nhưng mà bệ nó không được lấy lắm nhỉ? Bệ tất cả nó nhỏ cái chục rồi. Nó nuôi được, nó vẫn có thể nuôi được. Còn dế nó nhanh. Cái này muốn lấy bật hết lá đi luôn. Lại thêm một đoạn này. Cắn ông này chắc lấy từ sáng sớm nhỉ? Cái khẩu độ nó phải cắn nó chậm. Rụt dịt lại, dày lại rụt dịt. Chú. Đây xuống đây chú. Đây xuống đây rồi.
4 năm nay như thế bác ấy nhỉ? Bác đi đâu đấy? 4 năm nay là 4 tuần đấy. Vâng, đây ốm yếu quá. Vâng. Dưới tạ này. Dạ, dưới tạ. Vâng, gần đến mà. Dâm bột. Dâm bột Thái. Dâm bột Thái đây. Này về là được. Này về là thợ được. Rồi được rồi.